100%. Vô vô 100%. Mẹ uống mẹ. Rồi bây giờ đi đi ra đây để ba hái đu đủ để trưng. Có nguyên hay trái nào nguyên? Trái dài hả? Này không? Này à? Trái trái cái này là vừa đó. Trái đó hả? Trái ở bên kia. Là trái này nè. À. Cái này ha. Ừ. Chân là cái gì? Cầu dừa đủ xài hả? Đủ xài. Đó, đu đủ. Đây là thêm dừa nữa. Đây Khang, cầm cầm đi theo ba. Cầm đi theo ba. Ừ, cầm đi theo ba. Cầm được không? Cầm chắc không? Đây. Rồi. Chúc mẹ cái cho con. Đi theo ba. Con muỗi. À, con muỗi hả? Rồi, quay con muỗi. À. Cứ đào qua mấy con ruồi. Hello, hello bé. Ra đây là hái dừa. Hái dừa. Hái dừa để trưng. Không có trái đẹp hả? Hái trái xanh hay là trái tím? Trái xanh, trái non. Cái trái già nó to lắm. À. Vào đây. Ở trong đây có mà nó sao. Rồi, đi vào. À. Cá quậy quá trời. Cây này thì trái nhỏ. À rồi, được rồi. Ủa mà sao giờ này thôi. Nhưng mà cũng được. Được. Được chứ. Hay là sao? Thì nãy bị nó ra rồi. Cái kia nó cũng vậy luôn à. À tại vì nó bị cấn á. Chắc có ấy. Ừ mình úp nó xuống dưới cũng được. Ừ. Ủa sao con vợ cởi dép ta? À đi vào thôi. Cây bên kia là cây gì? Bên những cây xoài hay là cây gì mà nhìn nó lạ lạ ta? Đấy hả? Ừ. Cây là lá vối. Trái dừa. Không được đẹp lắm. Ừ. Một bên đây là cây lá vối. Cây lá vối. Cây lá vối để nấu nước uống. Cây nước uống. Ừ, để nấu nước uống. Đây là dưa hấu hả? Cái này dưa hấu. Đây. Ở to đùng luôn rồi. Sắp ăn được rồi đúng không ạ? Oh. Ba trồng dưa hấu có trái rồi nè. Đây nè, trái nè, dưa hấu nè, trái dưa hấu. Cây chứ nó lớn nhanh lắm. Cây dưa hấu nằm ở đây. Ừ, lớn nhanh lắm. Nó nắm. Ừ. Ủa còn cây này là cây cây sabuche phải không Nghiêm? À. Có trái chưa mẹ? Mẹ mẹ hỏi Hiền thử xem. Ờ, dưa hấu đó, dưa hấu ra trái rồi đó. Ủa, dưa hấu làm gì vậy? Dưa hấu để ăn á. Dưa hấu để ăn. Ừ. Ai xin nó? Cái này hả? Cái này là cải. À, nó ra cải. Ừ. Cho mình biết thôi. Rồi. Đi vô thôi. Đi vô thôi. Đi vô thôi. Đi vô thôi. Một con gà kìa. Đó, con gà. Con gà. Gà nó làm gì á? Con gà ốp ơ. Con gà ó ó. Ôi, rau má nè. Rau má. Ừ, rau muống. Ăn rau má. Ừ. Ăn rau má ăn bẹn. Rau má bẹn ơi. Rau má, rau muống. Rau má.
Ừ, rau muống, rau má, rau má, rau muống. Rồi. Bông đẹp ha. Sao hôm qua chị không thấy trái nào ta? À, chấm mắm đường. Cái này chấm mắm đường ngon. Nhìn thôi. Trời ơi, đây nè. Trái này đẹp nè, trái này đẹp nè. À, có xoài, xoài có trái rồi. Đây, hai trái này đẹp. Dạ. Vài tháng nữa ôi, có trái bự nữa rồi nè. Ôi vậy mà sao hôm qua con ra con không thấy trái nào? Con chỉ thấy bông không à? Chắc nó màu xanh trái trên này nữa này chị. Đó. Ồ, trái này bự ha. Trời ơi trái này chấm mắm đường ngon. À, cây xoài ra trái non rồi mà hôm qua mình không thấy. Ôi trái tí quá trời luôn rồi mẹ. Tại vì hôm nọ mẹ làm xong rồi mẹ mới có thời gian chăm sóc cho phân tưới vào nó mới yeah. Bông. Còn đây dưa này giờ nó tàn rồi. Dàn dưa này tàn. Dàn dưa này tàn nè. Mà nhưng mà ba trồng mấy dàn mới rồi. Mới đang có trái rồi đó. Này. Cái trái đó già đấy, hái yeah, được. Trái này già. Đây hai trái xoài này đúng không? Đúng rồi. Cái nhà lá vườn. Wow. Cái nhà lá vườn. Nói mà xài một lần thôi chứ xài mới cậu dừa thôi mà xài hai ba lần tiền mà xài. Đó không? Cái này quay cũng được nè bé. Một trái thôi hả? Ừ. Cái gì leo đó. Trái này không hư, trái này chỉ già thôi. Đây, là cái chùm này nó không, cứng. Cắt hai cái nhỏ chùm này luôn. Không chắc đủ mà rồi mà. Đâu có chỗ nhiều đâu mà cắt nhiều. Trái này là để chân nè. Cắt vào chân. Khi nào chân xong thì chấm muối ớt hay là chấm mắm đường. Mắm đường. Rồi, chắc đủ rồi, chắc đủ rồi. Đây cho đóng nè, cái chín kìa. Ăn cái chín. Có cái chín hồi không ăn được. Cái này khế ngọt mà đúng không? Cái chua. Cái chua hả? Còn chùm khế non kìa. Ừ, chùm quá trời rồi, trái thôi. Trời nó lấp trong lá đâu nhìn thấy đâu. Hả? Ai ăn được khế chua thì ăn nè. Hôm trước vụ về ăn rồi. Đây gọi là gian lận nè. Cái này là gian lận nè. Này là cắt của cây nhỏ, cây bự chia cái gì ghép cho cây nhỏ. Cái chậu đó chắc là chậu ba mới trồng ra. Hoa giấy. Ghép xong cũng thấy nó chưa đẹp. Ở chỗ này ba ươm quá trời bông giấy luôn nè. Mà hình như ba thích con màu này ha. Tại nhà không có giống. Để ba chắc ba cắt cái cây đó. Ôi cây đó ra, cây đó nhiều bông đẹp quá trời đẹp. Cắt thì chầm lăn đi cái là nó. Ba đang cắt cành mai để đem vào chưng. Ôi nó nhiều bông quá ha ba. Cái đó là cây lào già là cây nhiều bông. Cái đó là ba xử lý xong nó ra bông vậy hả ba? Thì là mà cây đó cái dáng nó đẹp quá ba ha. Ba có uống không mà nó cây nó đang vào nhau á. Dạ. Ôi nhìn đẹp quá à. Quá trời nụ luôn. Cô chính năm nay có làm mứt có bánh gì không? Dạ. Dạ nhỏ đi mất đi học không có về được cô chính. Để năm nào mà nó được nghỉ học đúng dịp Tết ấy, thì con cho nó về luôn. Con dịch nó chạy lại nó chào ba kìa. Bên cô chín mai cũng nở quá trời ha. Bên cô chín mai nở quá trời đó. Bên cô chín là trúng trúng ngày rồi. Nở. Dạ. Rồi cô có tước lá nó không? Dạ. Không tước lá đâu, có ra đúng mà. Đây là gấu.
gấu đòi đi theo ba. Tại vì ở đây hàng rào mình không đi qua được, mình đi qua là phải lội nước. Đó, gấu tìm cách qua nhà hàng xóm chơi này. Gấu. Gấu chạy ra dí con vịt. Gấu. Ông ngoại quét sân. Ông ngoại quét sân, con đứng con quay. Mẹ bóc bánh chưng để cúng, để rước ông bà mẹ ha. Cúng rước ông bà. Rồi mẹ gói bánh chưng là ngon nhất luôn. Lần trước con, năm trước đó, con gói bánh xong rồi con cũng cắt một dây nữa. Đến lúc con để dây lát con không nhớ là cái dây nào trước, cái dây nào sau, thế là kéo một chùm lên, nó thành một cờ một nó đưa nguyên nhân ra ngoài luôn. Mình đi rửa rau, rửa rau này thì ở đây sử dụng vẫn chủ yếu là nước mưa, chưa có nước máy, nước mưa và nước bơm lên đó, thì khi mà giặt quần áo hay là rửa chén cái thứ thì rửa bằng nước ao, còn rửa rau cái thứ thì rửa bằng nước mưa, rửa rau rửa đồ ăn thì rửa bằng nước mưa. Rau thơm thì mình cắt mình để cả cọng cho dễ rửa, với lại nó ít bị dập hơn là ngắt ra từng lá. Mỗi người một việc, chuẩn bị để mẹ cúng rước ông bà trưa 30. Giờ thì mình sẽ ngâm nước muối. Hôm nay hoa đã sẵn sàng này. Đó, rất nhiều hoa. Đây là những cái chậu hoa ba trồng thì đem ra đây để đây, để đây cho đẹp. Nghiêm chặt dừa là để làm nước mắm hay gì Nghiêm? Để nấu thịt kho tàu. À, nấu thịt kho tàu. Non lát nữa đừng có bỏ cơm, lấy cơm ăn. Ủa dừa mà sâu nó cũng ăn được hết ta? Có. Nó gọi là con đuông á. À. Đuông được trước mình ăn. À. Hôm bữa ông bạn của anh đi hỏi là cái con đuông dừa đó lớn nó như thế nào, tại vì ông nhìn thấy ăn nó như con nhộng, con sâu á. À. Khi lớn thì nó như thế nào? Lớn thành cái hình giống như con bọ. Trái nào dư để uống nước. Giờ này là buổi trưa rồi nè. Nhờ có hàng dừa, ba mình trồng nhiều dừa nên là ở nhà cũng khá mát mẻ. Qua đây chỗ nào ngon này? Cái gì? Đang lấy nước. À không, mà lấy nước để nấu. Nó kho kho gà. Đó, cách uống dừa của má. Dừa này mới hái trên cây xuống, tươi rờ rói luôn ha. Này là gọi là tươi không cần tưới. À, cái bình, cái mai nghiêm, lát nữa mình lấy cái chai nước suối mình cắt ra, xong rồi mình chưng vô đó. À. Có mấy hộp mứt trong á. Hộp mứt mà nó trụ á. Cao không? Cao. À. Thì cái nào cũng được. Ừ. Bình nước xong rồi mình lấy cái gì mình dán mình bọc lại cho nó đẹp cũng được.
than để chiều con món nướng hả? Dạ, giờ con chạy ra con mua. Để nó chạy cho. Thôi con mua đi, con mua mấy thứ nữa. Ba có cần mua gì không? Không. Không mua gì để con đi cho. Trước đó kẻ thù hào phản công ở miền Nam, nhưng thực ra tập trung lực lượng mạnh hơn để đánh vào phòng tuyến của Nga ở miền Bắc. Cái trái non hồi nãy má lấy nước ra lát nữa. Múc cơm ra ăn. Múc cơm này đúng không? Ê. Cái kia nữa nghe. Đó, cơm dừa. Cơm dừa này là lấy muỗng múc ăn như thế này nè. Cái này là nó cũng hơi cứng rồi đó ha. Còn có cái mà cái này là vừa ăn. Cái non hơn thì ăn là dở. Cái này là vừa ăn. Nó ngọt. Nước dừa, xin mời cả nhà uống nước dừa. Vô vô 100%. Mẹ uống mẹ. nó nhìn nghiêm nè. Đó, uống nước dừa xong ăn dừa. Trời ơi, dừa này mềm. Mẹ có hay ăn cơm dừa này không? Xẻ ra cái nào mềm là ăn hết, còn cái nào cứng thì cho cá. Dạ. Cá cũng mềm ha. Cái này thì ngon hơn. Trái đó ngon hơn. À, trái đó là nạo là mềm xèo quá ha. Nhưng mà cái này dày dày ngon nè. Ngon quá ăn nó. Uống nước người ta nấu nó uống cái này uống nước là vừa vừa ngon á, vừa uống vừa ăn ngon. Cái còn gần cái điện thoại. Hay. To luôn. Vừa non đó. Ăn đi. Uống đi. Rồi, uống nước dừa đã. Ba uống nước dừa không ba? Nguyên đâu nguyên uống không? Ừ, rất nguyên ly. Á, bưng nguyên tô luôn. Chưa đủ già hả? Đó. Dừa ở nhà nhiều nên là trái nào non á, thì là ba mẹ mình ăn. Còn trái nào mà hơi già á, thì thả xuống cho cá ăn. Cá cũng mê cái cơm dừa này nè. Đây nè cả nhà. Cơm này là hơi dày dày một chút rồi nè. Đó, còn ngày xưa là mình ăn mọng dừa nữa. Mọng dừa là để cái trái mà nó thật già. Xong rồi. Xong rồi nó mọc cái mọng ở trong. Còn cái này là nó non, thật là non nè. Cái này cạo một cái nhẹ cái là. Cái này nó non, nhưng mà ăn thì lại không có ngọt bằng cái nãy. Dừa ba mình trồng thì chỉ để nhà ăn, con cháu về ăn thôi chứ không bán. Cái hương. Đẹp đó. Cái thơm này đỏ đẹp ha. Thơm này thơm gì ta? Thơm, không mà thơm này thơm gì đỏ đẹp ha. Trái đu đủ cũng vàng. À, cô ăn. Để mẹ sáng tạo với con. Cô ăn. Cô Nguyên đang sắp trái cây. Cô đúng rồi.
Đây là nồi thịt kho tàu em dâu mình kho để ăn Tết, gồm có thịt ba rọi và trứng vịt, mùi rất thơm. Giờ nó có bị cao không? Cao quá cũng ngã. Có một nhánh cao lên thì cách nằm đôi. Có một nhánh cao. Nhưng mà cái này chắc cao quá. Cao quá. Cắt như vậy xong rồi cái nhánh nhỏ để ở dưới. Làm cái. Tới đây. Đây. Nghe. Ăn chả giò thì vứt chả giò vào trong ly sữa, xong rồi mẹ xin không cho vứt vào trong đó, xong rồi uống hết sữa, bưng sữa ngâm chả giò. Mà nó ngoan, nó thông minh, cực kỳ thông minh. Cái này chắc cắt bỏ hả? Chứ đâu đâu. Đó. Đó, được một bình mai. Nhà mình chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay thì có món dồi trường nè, chấm mắm tôm, dưa leo, gà luộc, gà kho, củ kiệu, tôm khô thì lát nữa sẽ ra, thịt kho tàu, salami, ăn với các loại rau thơm. Ăn tối xong thì mọi người sẽ cùng nhau vui chơi đến giờ giao thừa để đón giao thừa. Năm nay thì mình rất là vui bởi vì được đón giao thừa bên ba mẹ và các em. Gia đình của chị Mai thì sẽ về quê sau. Tối nay thì Nghiêm có mời cả bạn đến nhậu. Các bạn của Nghiêm thì cũng ở gần nhà nên là nhậu xong rồi đi bộ về nhà. Năm nay có cả pháo bông nên chắc là sẽ rất là vui. Cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.